Dạ xin chào tất cả các bạn quay trở lại kênh Hiếu Xe Đạp Nhật Bãi các bạn ơi. Em Hiếu cuối tuần xin chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe ha. Hôm nay em lên cho các bạn một dàn xe rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đây một dàn xe rất đẹp, em xin nói sơ qua ha. Đây chết thắng dầu đây. Chết thắng dầu, nó full bộ dè với ba ga là của Bontrager luôn nha các bạn ha. Rất là xịn. Canon đeo Mỹ nè, BMG nè, Merida rót tay ngang nè. Đó đầy đủ cho các bạn lựa chọn luôn. Hôm nay là xe rất đẹp, rất là chất nha các bạn. Rồi các bạn đợi em quay chi tiết em sẽ báo giá cho các bạn ơi. Rồi hôm nay xe rất là chất nha các bạn ơi, các bạn theo dõi nha. Đó, xe chất giá tốt các bạn ha. Đầu tiên là em sẽ giới thiệu cho các bạn một con FX3 các bạn. Đây, một con FX3. Con này là đi thắng đĩa dầu các bạn ha. Thắng đĩa dầu. Rồi em đo size nè. Size đứng là 45 tính tới cọc yên. Đó. Ngang là 53. Thì các bạn nào từ 1m6 1m6 tới 1m7 thì chạy được các bạn. Rồi tại con này nó đi bô tăng gật gù nè, 1m6 tới 1m7 là chạy được ha. Rồi bao tay nè các bạn ơi. Bao tay nè, rất là êm luôn nha các bạn ha. Bộ tay bấm xả Shimano Acera đây. Rất đẹp ha các bạn. Đó, bộ tay bấm xả Shimano Acera. Nó bị mất cái nắp cái miếng Mica nè. Đó, nhưng mà không quan trọng đâu các bạn ơi. Các bạn đi mưa rửa xe bình thường ha các bạn. Dàn đầu Bontrager. Cái thắng dầu nè các bạn ơi. Thắng dầu Shimano nha. Rất là xịn nha các bạn ha. Bộ tay bấm xả Acera này các bạn bấm thì khỏi chơi luôn các bạn ơi. Em này đi cái bô tăng Satori nha các bạn. Satori Cora các bạn ha. Bô tăng gật gù rất là xịn luôn. Đó, cho nên các bạn từ 1m6 tới 1m7 là các bạn đi ok luôn. Con này là màu xám lông chuột các bạn, màu xám lông chuột hoặc màu đen nhám màu xám lông chuột á. Đây các bạn ha, rất là mới luôn. Logo chết nè. Khung nhôm ha bạn. Đó. Bạn thấy không, con xe rất là mới các bạn ha. Đó, bạn thấy không? Logo chết nè. Khung sườn trên đây. Khung sườn trên FX3 nè. Đó, cái mã FX3 siêu đỉnh luôn các bạn ơi. Đó, đặc biệt cái con này nó về là nó trang bị luôn là cái dè chống bùn của Bontrager luôn, dè mũ chống bùn của Bontrager luôn các bạn. Cái dè cực kỳ là xịn luôn, các bạn kiếm mua ở đây không bao giờ có luôn nha các bạn. Các bạn kiếm mua Việt Nam không bao giờ có cái bộ dè này luôn. Niền nhôm cao cấp của Bontrager nè, tầm inox sơn kính điện ha. Đó, rất là xịn các bạn ơi. Phản quang bánh có đầy đủ cho các bạn nè. Đó, thì con này em chưa gắn đèn trước đèn sau gọng bình nước vô nha. Thì em giao xe cho các bạn là sẽ có đầy đủ cho các bạn luôn. Đó các bạn ha. Một con xe của Mỹ, full đồ luôn các bạn ơi. Đây. Cái cọc yên Bontrager nè. Yên cũng là yên Bontrager zin theo xe luôn các bạn. Quá là xịn luôn ha. Đặc biệt em này có một cái ba ga. Ba ga Bontrager các bạn. Rất là cứng luôn các bạn ơi. Đó. Từ Nhật về. Đó, đẩy được đầy đủ đồ luôn. Đây. Về sau Bontrager luôn các bạn. Con xe này siêu chất luôn các bạn ơi. Đó, con xe siêu chất luôn. Đây, niền nhôm cao cấp Bontrager nè. Thì vỏ trước vỏ sau cũng là vỏ Bontrager luôn các bạn. 700 để em xem 732c vỏ trước sau ha. Vỏ trước sau 732c. Đó, em này đi tới 9 clip các bạn ha. 9 clip Shimano ha các bạn. Sang clip Shimano Acera đời mới nè, có cái tay dài nè các bạn thấy không? Sơn Shimano, em này đi dò dĩa Shimano trục rỗng bạc đạn ha bạn. Trục rỗng bạc đạn ha. Đó, trục rỗng này các bạn ơi. Trục rỗng bạc đạn siêu rất là chất luôn. Đây, cái mắt Bluetooth này các bạn ha. Mắt Bluetooth để các bạn có thể gắn cái đồng hồ đo tốc độ. Nó sử dụng chất liệu nhôm Gold Alpha, con này màu xám lông chuột siêu đẹp luôn các bạn. Rất ít những chiếc xe bãi về mà nó còn đầy đủ đồ như vậy các bạn ơi. Đó, nói thiệt các bạn luôn, cái bộ dè với bộ ba ga này á, các bạn kiếm mua ở đây không bao giờ có luôn. Chỉ có theo con xe này mới có nha các bạn ha. Rất là chất các bạn ơi. Cái này em sẽ vô đèn trước đèn sau cộng bình nước cho các bạn nữa là đầy đủ luôn rồi các bạn ơi. Đó. Rồi em quay qua tới đây cho bạn xem nè. Thì con này đi toàn bộ là dây âm sườn hết nha các bạn. Đó, càng trước đây. Rất là mới. Và cái dĩa trước nè, Bontrager các bạn ơi. Bontrager ha. Đó, cái con heo thắng Shimano. Cái dĩa Shimano nha các bạn ha. Dĩa Shimano luôn. Rất là đẹp các bạn. Đây. Con chết là khung sườn của nó quá đẹp các bạn ơi. Con này siêu đỉnh luôn. Nó như một con xe đấu giá về luôn các bạn.
thiệt các bạn, con xe đỉnh thiệt luôn các bạn ơi, đầy đủ đồ luôn. Đây Shimano các bạn ha, đó cái chân trống này cực kỳ là to luôn các bạn, zin theo xe hết, xe quá đẹp các bạn ơi, xe đã ghê luôn, xe quá đã luôn các bạn ha. Đây các bạn coi tổng quan con xe đây, đó rất đẹp các bạn, màu này màu xám lông chuột các bạn ha, đầy đủ đồ ha các bạn ha. Con này 11.800.000, giá này rồi giá siêu rẻ luôn các bạn. Các bạn tham khảo con FX3 thắng đĩa dầu này các bạn ơi, xài chuột đóng mặt đạn đây, cái bộ truyền động này ha, mua mới là rất là mắc các bạn, mua mới bên Nhật ha, rất là mắc luôn, tầm 30 triệu đó các bạn ơi. Rồi con này nó nhìn từ trên xuống dưới là bán các bạn có 11.800.000, các bạn thấy không, giá siêu chất siêu rẻ luôn. Con này các bạn bảo đảm các bạn lấy về chạy siêu ngon đó, 11.800 ha. Các bạn quan tâm thì alo em 0975158377, số Zalo luôn nha các bạn ha. Rồi các bạn nào hôm nay chủ nhật thì cho em xin nút like để vui vẻ các bạn ơi, để tăng tương tác cho video các bạn ha. Rồi tiếp theo là một con Canon đeo, màu này cũng màu xám lông chuột luôn các bạn, hôm nay xe đẹp quá. Con này cũng size 45 này, tính tới cọc yên nè, ngang là 54 các bạn, 45-54, đi sườn xéo ha, đi sườn xéo bô tăng vô cao thì các bạn từ 1m62 tới 1m72 là các bạn chạy được con này đó, các bạn từ 1m62 tới 1m72 ha các bạn ha. Đây bộ tay nè, rất đẹp các bạn ơi, bộ vàng đầu Shimano đây, tay bấm xả Shimano 3 dĩa 9 clip ha, vàng đầu là C4 của Canon đeo đây, ghi đồng bô tăng C4 Canon đeo ha. Thì những con xe này em đều trang bị đèn trước đèn sau gọng hình nước cho các bạn đầy đủ, các bạn cứ yên tâm ha. Đây nước sơn thì siêu đẹp luôn, zin 100% các bạn, zin 100%, nước sơn còn rất là bóng bẩy luôn các bạn. Đây Canon đeo khung nhôm, càng này càng carbon các bạn ha, càng carbon, vỏ đi vỏ qua bi của Đức luôn các bạn, nó vỏ cái vỏ này vỏ phản quang ha, 728C, tâm inox nè các bạn ha, nó rất là đẹp. Con Canon đeo đi dây âm sườn toàn bộ đây, một con xe đến từ thương hiệu của Mỹ, rất là xịn các bạn ha, cọc yên nè, đó yên nè các bạn, yên sport ha, vỏ sau cũng là vỏ wabi đó, niền nhôm hả các bạn ha, niền nhôm. Rồi clip của em này siêu đẹp luôn các bạn, 9 clip đây, 9 clip dây sên nè, em mới xịt dưỡng sên vô các bạn đó, đều rơi Shimano đó, cái sàn, cái sàn dĩa con là Shimano Acera này các bạn ha, dò dĩa Sintour XCM, dò dĩa cực kỳ xịn luôn, 3 dĩa hả các bạn ha, sên cũng là zin theo xe luôn các bạn, mới xịt dưỡng sên vô cho các bạn về chạy nè đó. Thì tổng quan con Canon đeo này rất là đẹp các bạn, màu xám lông chuột ha. Cái con Canon đeo này các bạn nhìn ở ngoài nó rất là chất các bạn ơi, tại khung sườn nó rất là to. Đây các bạn, càng trước đây, xe zin, nhìn cái zin, nhìn cái chất của nó quá là đỉnh luôn các bạn, quá là đã. Canon đeo các bạn ha, xe zin nhìn đã lắm các bạn ơi. Đó, chân trống một điểm nè, gắn thêm cho các bạn nè. Đó, Canon đeo thì em bán rất nhiều trên kênh của em, Canon đeo thì em bán rất nhiều các bạn ơi. Đó, nói chung thì được quý cô chú anh chị các bạn ủng hộ rất là nhiều những con Canon đeo là dây âm sườn này nè các bạn. Đó, con này là con Canon đeo Ford SI nha các bạn ha, khung sườn siêu to luôn, khung sườn siêu to luôn các bạn ơi. Đó, con xe rất đẹp, khung nhôm kè carbon ha, và zin từ trên xuống dưới tới những cọng dây luôn các bạn. Con Canon đeo này hôm nay để cho các bạn 8.800.000. Đó, giá quá tốt luôn nha các bạn ơi, màu xám lông chuột, zin từ trên xuống dưới ha, zin từ trên xuống dưới luôn tới cặp vỏ luôn, 8.800. Rồi tiếp theo con Bianchi nha bạn, các bạn đợi tí nữa em quay cái con này, cái size nhỏ nè các bạn. Đó, đây là con Bianchi nha, con này size là đếm đo tính tới sườn ngang 50, ngang là 56 ha các bạn, từ 1m65 tới 1m75, 1m8 đó, chạy con này ha, nó là Bianchi C-Box 1 các bạn, đi dây âm sườn hết luôn, khung nhôm càng nhôm ha, khung nhôm càng nhôm, bộ tay bấm xả Shimano 3 dĩa 8 clip ha, rất là đẹp ha các bạn. Đó, nó là màu xanh thương hiệu của Bianchi luôn các bạn ơi, vỏ này trước sau là 735C trước sau,
Niền trước sau là niền Elite Dream, được sản xuất dành cho BNC nha. Niền Elite Dream tâm inox ha bạn. Đó, đây các bạn ha, cái dò dĩa của em nó nè, 3 dĩa ha, 8 clip các bạn ha, sang clip Shimano Acera, rất đẹp đó các bạn. Khung sườn rồi rất đẹp, tem an ninh nội địa Nhật thì đầy đủ cho các bạn ha. Màu xanh thương hiệu BNC luôn. Vì con này 9 triệu rưỡi thôi các bạn ơi, 9 triệu rưỡi. Yên này yên zin theo xe luôn các bạn ha, yên zin theo xe luôn. Khung càng nhôm quá đẹp luôn các bạn ơi. Trời mưa rồi các bạn ơi, tràn mưa rồi thì cho nên hơi ồn thì các bạn thông cảm cho em. Khung càng nhôm rất đẹp, BNC màu xanh thương hiệu các bạn ha. Chốt nhanh con này các bạn ơi, con này siêu đẹp luôn. Các bạn nào fan của xe Ý thì không thể bỏ qua con này, con này rất là đẹp các bạn. Đó, BNC các bạn ha, màu xanh thương hiệu luôn. Các bạn nào cao rồi lấy con này chạy ha các bạn. Bạn tự 1m78, 1m8 quay đầu á, lấy con này chạy ha. Đó, con này từ 1m67, 68 nè, lên 1m77, 78, 1m8 ha. Rất đẹp các bạn, BNC ha, 9 triệu rưỡi, bao ship các bạn ơi. Và sẽ vô full đồ chơi cho các bạn cho. Rồi, cuối cùng là em có một con Merida các bạn. Con Merida này cái size nhỏ các bạn ha, size nhỏ. Nó cũng đi bánh 700C luôn. Đây, size là size 43. Ngang á, là ngang 49. Các bạn từ 1m5, 1m55 tới 1m65 là chạy con này ha. 1m50 chạy cũng được luôn. 1m50 tới 1m65 nữa các bạn. Merida màu xanh ha. Đó, con này là con khung nhôm càng carbon các bạn. Merida là một thương hiệu rất là nổi tiếng trên thế giới luôn. Cái dòng Merida này nè, cực kỳ nổi tiếng trên thế giới. Nó sản xuất là những con xe đua rất là đỉnh các bạn ơi. Đó, ghi đông bô tăng của Merida. Bộ tay bấm xả Shimano Sora các bạn. Đây, Shimano Sora 2 dĩa 9 clip các bạn ha. Tay thắng cũng Shimano Sora luôn. Bao tay zin theo xe nè. Con này là một con rót tay ngang các bạn. Một con rót tay ngang ha. Nó là một con rót tay ngang các bạn, siêu đỉnh luôn. Vỏ 728C. Tâm inox nè. Niền Elite Dream nhôm 2 lớp nè. Đó, màu xanh. Merida các bạn. Thương hiệu nổi tiếng thế giới luôn ha các bạn ha. Đó, nó là Ride 210. Cọc yên của Merida luôn, yên sport nè các bạn ha. Đó, vỏ sau cũng 728 luôn. Niền thì đồng bộ các bạn, 9 clip các bạn ha. 9 clip đây các bạn. Đó, clip này rất là đẹp các bạn ơi. Sang clip Shimano Sora nè. Dò dĩa đây bạn, em này đi cái dò dĩa FSA của Mỹ, dĩa 50-34 ha. Cái sang dĩa là Shimano Sora các bạn ha. Nó dò FSA của Mỹ ha, đi trục bạc trạng các bạn. Merida sơn này, sơn zin theo xe luôn nha. Về xịt dưỡng sơn vô chạy các bạn, sơn này chạy siêu ngon luôn các bạn ơi. Đó, đây tem an ninh nội địa Nhật. Con này size nhỏ các bạn, từ 1m5 từ 1m65 quay đầu. Khung nhôm càng carbon thì rót tay ngang quá đẹp luôn các bạn ơi. Rót tay ngang màu xanh quá đẹp luôn ha. Con xe này đã lắm các bạn ơi, nhìn vô cực kỳ đã luôn. Đây có tem của siêu thị đầy đủ nè. Dò FSA ha, chân chống zin theo xe luôn. Đùm trước đùm sau mã đồng luôn các bạn ơi. Đùm trước đùm sau mã đồng luôn ha. Nói chung con xe rất ok các bạn. Con này có gọng nước zin theo xe. Thì em sẽ trang bị thêm cho các bạn cái bình nước đèn trước đèn sau ha các bạn. Trang bị thêm các bạn bình nước đèn trước đèn sau, một con rót tay ngang. Rất đẹp các bạn, Merida phối màu rất đẹp ha. Đó. Các bạn quan tâm thấy mẫu xe này alo em nha. Con rót tay ngang này đi full bộ rúp Shimano Sora luôn. Con này để cho các bạn 8.800.000. Đó các bạn thấy không? Rất đẹp nha các bạn. Thì hôm nay chủ nhật thì em lên vài xe cho các bạn tham khảo. Các bạn ưng chiếc nào thì alo chốt với em Hiếu ha. Đây, các bạn tham khảo xe này các bạn ha. Đó, các bạn nào chưa có nhu cầu thì các bạn xem clip cho vui và cho em Hiếu xin nút like nha các bạn. Rồi các bạn có nhu cầu thì alo ngay cho em Hiếu. Hôm nay mấy cái xe rất là chất các bạn. Rồi em Hiếu chào tạm biệt tất cả các bạn ha. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần thật vui vẻ bên gia đình các bạn ơi. Chuẩn bị cho một tuần sau, một tuần mới làm việc thật là hiệu quả thành công các bạn. Rồi em Hiếu chào tạm biệt tất cả các bạn ha. Hẹn các bạn những video clip sau các bạn ơi. Bye bye.